Xin chào tất cả anh chị đã trở lại với kênh của em ha. Hôm nay em sẽ chia sẻ cho anh chị về cách khắc phục mà hoa của mình mà nở sớm nha anh chị. Sẽ chia sẻ cho anh chị là ba cách ha. Hồi tối nay em livestream thì em cũng có là chia sẻ rồi nhưng mà nó không có hình ảnh thực tế á. Thì hôm nay thì em sẽ chia sẻ thực tế cho anh chị cùng biết luôn ha. Thì đối với cái hoa mà nở trễ anh chị mà trong cái thời điểm này á thì hoa của mình thì nó sẽ tầm như thế này nha anh chị ha. Đây. Nó tầm cỡ như cái hạt tiêu này nha anh chị ha, là có thể là nó trễ nha chị. Ở đây là em nói là nó là hơi trễ thôi. Đây nè. Nó sẽ là hơi trễ nha anh chị ha. Thời điểm này thì hoa của mình thì nó phải ít nhất là nó phải cỡ này nha anh chị. Nó tầm cỡ này nha. Cỡ này nó cũng phải bằng cái ngón tay út của em rồi nè. Nó tầm cỡ này. Và thậm chí ở đây thì em thì cũng có đã một cái số là nó đã xé kén rồi nè. Hiện nay đã là 11 tháng 12 em cập nhật cái tình hình cho anh chị xem ha. Thì em đang trồng cái giống này là giống T92 của Thế Giới Giống Hoa nha anh chị. Cái này em trồng tại nhà thôi. Còn rảnh rảnh thì chiều em sẽ xuống vườn em cập nhật cái tình hình là B1, B2, B3 cho anh chị xem. Rồi nè, em sẽ vô vào nội dung ha. Thì đối với mà hoa của anh chị mà nở trễ ở trong cái giai đoạn này mà nó mới làm nụ và hạt tiêu như nè, thì cái cách đầu tiên á là chúng ta sẽ rút nước nha anh chị ha. Rút nước khoảng đâu là 2-3 ngày cho cái lá của nó vàng vàng như cái lá mà màu mỡ gà như thế này nha anh chị ha. À được nha, đừng cho cái lá mà nó xanh đậm như thế này đó. Do mình đi thằng DB nhiều quá là nó sẽ xanh lá và nó chậm nha anh chị. Nó là cái đó là cái cách thứ nhất thì bữa giờ em chia sẻ nhiều. Và cái cách thứ hai là mình sẽ sử dụng cái ánh đèn đường của mình cũng được, hoặc là cái ánh đèn chuyên dụng nha anh chị ha. Nhưng với cái điều kiện á thì hoa của mình nó ít nhất là nó phải nở như thế này nha anh chị ha. Là nở ít nhất nó như thế này, thậm chí á là nó sẽ ra rìa nha anh chị. Đây nó rìa nè, nó phải ra rìa như thế này nha anh chị ha, thì anh chị sử dụng cái ánh đèn mới được. Còn đối với mà cái cách thứ ba mà em chia sẻ cho anh chị á, cái cách này thì anh chị nên test trước nha. Cách này là mình sử dụng cái nước đá viên của mình nha anh chị ha. Cái nước đá viên của mình á, anh chị bỏ vô cái thùng bình xịt của mình là 20 lít nước, anh chị đợi cho nó tan ra hết đi mà đừng cho nó còn lạnh nữa nha. Rồi sau đó anh chị xịt ha. Khi bông của mình nó đã nở cỡ này nha anh chị, cỡ này nha mới được nha. Ở đây thì em trồng lọt chọt vô mấy cây mà T46 á, tại vì nó cũng màu cam đỏ đó. Còn đây là T93 thì em cho nó vô luôn nha anh chị ha. Nó hiện nay nó cũng nở sớm, tại vì thử test cây 46 á mà nó nở sớm, nó nở trước luôn rồi. Nhưng mà em bữa giờ em cũng kèm lại lắm, do là em tưới nước cũng nhiều anh chị. Em trồng hai cái chậu kiển trước nhà để em chơi tết anh chị nè, chơi tết là chơi hai chậu kiển bự. Còn đối với mà cái thời gian hiện tại ha là cỡ này nha anh chị ha. Đó, anh chị có thể xem nè, em thấy rất là nhiều anh chị hỏi luôn. Và một cái vấn đề nữa là lãi bông. Bây giờ thời điểm này thì anh chị cũng có thể là lãi bông được rồi. Ở đây là mình lãi những cái nụ nhỏ nha anh chị ha, để em kiếm một cái cây, ví dụ như một cái chèo của cái cây này đi. Đó, ở đây nó sẽ có một cái bông cái nè, cái bông to nha anh chị ha, nhưng mà lọt chọt vô một cái nhánh nhỏ nè, cái chèo nhỏ mà nó ra cái nụ nhỏ như thế này ha, thì chúng ta lãi nha anh chị. Đó, chúng ta lãi bỏ cái nhánh này, chúng ta không có để nha anh chị ha, để là cái bông này nó nhỏ. Và cách mà phân biệt cái bông của mình nó có bự hay không á, thì ở đây bữa em cũng có nói rồi. Ví dụ như ở đây nè, cái đây là cái kén nha anh chị ha. Thì cái kén này mà nó bự bằng cái ngón tay cái của mình đi là cái bông của nó sẽ bự nha anh chị ha. Nó khoảng đâu là 10 cm nha. Ở đây kén em cũng hơi nhỏ nha anh chị, cũng không có bự mấy nè. Em quay cận cảnh cho anh chị xem ha. Kén nó phải bự như thế này nè, đó. Là ở đây nó bự bằng cái ngón tay cái của em thì nó khoảng đâu là 10 cm ăn lên nha anh chị. Ở đây nó ra bông rồi nè, anh chị xem, đó, ra bông. Kén cũng khá là được nha anh chị ha. Nói chung là tầm 10 cm là cũng ok rồi nha anh chị. Thời điểm này thì anh chị có thể là lãi bông được rồi nè. Ở đây như mấy cái bông này nè, ví dụ như cái này mà mình không lãi đi đúng không, là mấy cái bông này nó nhỏ nè, như mấy cái nụ này nè, mình phải lãi bỏ hết nha anh chị ha. Tại vì khi mà nó có ra chăng nữa thì nó cũng nhỏ xíu à. Nè, lãi bỏ nè đó. Em quay chi tiết cho anh chị luôn, tại vì hồi tối em livestream thì em cũng đã chia sẻ rồi nhưng mà anh chị không có hình dung được á, thì nay em chia sẻ thực tế cho anh chị xem. Đang ngâm mấy củ kiệu anh chị ăn tết sẵn rồi chia sẻ cho mọi người luôn. Hôm nay cập nhật tình hình ha, hôm nay là cập nhật tại nhà trước cho những anh chị mà trồng tại nhà đi ha. Rồi sau đó thì chiều đó em sẽ quay xuống vườn của ông sư phụ á, chia sẻ cho anh chị nó kỹ hơn ha. Và hiện tại là bên em cũng còn sỉ bông tết nữa nha anh chị ha. Anh chị nào cần thì cứ liên hệ là 0397 433 821 để gặp ngay chị Linh ha. Nói về giá nha anh chị ha, giá thì bên em mình cũng như người ta thôi, thậm chí là có rẻ hơn người ta khoảng 20-30 ngàn luôn nha anh chị ha, đối với những cái chậu đại nha. Còn chậu như C11A này nó đó thì giá chung đó. Thì em quay cho anh chị xem, hôm nay thì nụ bên em cũng theo kịp cái tiến độ nha anh chị ha. Tuy rằng là em gieo sớm á, em gieo bữa là
14 tháng 10 anh chị ha. Cái lịch của nó là ngày 25 tháng 10, em gieo sớm gần cả chục ngày á. Và do là cái giống này thì cái thời gian nó dài hơn chút. Mình nói ngay là cái giống này nó dài ngày hơn những cái giống như là rồng vàng nha anh chị ha. Dài ngày hơn khoảng đâu là 5 ngày đó, nó tầm đó. Nhưng mà cây thì phát triển cũng khá là ổn nha anh chị. Ở đây là em cũng lười lãi. Mọi người xem thân của nó nè, mập lù luôn nha anh chị. Đó, mập lù luôn. Sáng cập nhật tình hình cho anh chị xem. Em chưa có lãi nữa, như những cái cây bông này nè là phải lãi nè. Mình phải lãi nè. Mình lãi bỏ này nè. Đó, anh chị mình nó mình lãi bỏ nha anh chị ha. Đang cầm điện thoại thành ra lãi nó hơi khó. Nè, những cây bông cái nụ này là mình lãi bỏ hết để tập trung nó nuôi cái bông này. Nếu như mà mình để nó nhiều quá anh chị, cái bông mình không có to, cái đường kính mình không có cao. Thời điểm này nè, mà anh chị mà cái nụ hoa mà nó còn nhỏ nhỏ như thế này là trễ nha, xác định nha. Cái này là mình rút nước nó thì vẫn kịp nha anh chị. Mình rút nước cho nó khoảng vài bữa, đừng có tưới nước gì hết á, để cho cây nó giảm lại đi. Rồi sau đó thì mình tưới nước, mình tưới phân lỏng vô. Đó là được. Thời điểm này thì anh chị có thể là thấy được ha, cập nhật tình hình cho anh chị xem. Này em trồng tại nhà, ở đây là màu vàng chanh nhụy xanh nha anh chị. Còn đây là màu đỏ. Còn hướng dương của em đây nè, hướng dương em đây cũng đã lên bông rồi. Trồng một nhà tại nhà số rồi. Qua bị con gì nó dứt hết cái bông. Đó, quay chị xem ha. Cái này thì cỏ bông thì nó hơi cao nha anh chị. Ý mà em không có xịt cái gì luôn, bởi vì cái này là dòng cao lỡ. Em đang trồng cái dòng cao lỡ nha anh chị. Này anh chị xem nè. Cái này là mình phải tỉa lá bớt nè. Và do em hôm nay em cũng lười á, em đi quay đất á, em cũng chưa có tỉa lãi nụ, mấy lũ này lãi hết nè. Lãi nó thì bông nó mới to, cũng như là ngắt lá bớt là nó mới được ha. Bên em thì để em thích chơi nó xum xê vậy đó. Xum xê, này là em chơi nụ rồi. Nụ này cũng ra đều, khá đều nha anh chị ha, khá đều luôn. Có xịt cho nó một cử 7544 rồi đó. Thì cái 7544 này á, thì anh chị hỏi giờ mua không có thì xài gì. Thì cũng có thể sử dụng là 10-60-10 luôn nha anh chị ha, cứ pha loãng loãng này được. Thằng 7544 là 50g pha cho nó là ở trong cái bao bì á, là nó khuyến cáo là mình là pha là 16 lít nước, nhưng mà thực sự là anh chị có thể là pha từ 20 lít nước để anh chị xịt cũng vẫn được nữa nha. Không cần phải đâu, còn nhiều anh chị quốc 10 lít nước luôn. Quốc 10 lít nước coi chừng nó phạm nha anh chị. Nói chung là mình nên xem kỹ trước đi. À, anh chị xem là bông nè, cũng được anh chị ha. Nói chung là người ta làm sao thì mình vậy. Quay lón nữa cập nhật tình hình buổi sáng cho anh chị xem ha. Tối thì livestream thì sẽ trả lời thực tế hơn. Nói chung mình trả lời được nhiều câu hỏi hơn. Còn trên đây thì em sẽ tổng hợp một số câu hỏi á. Câu hỏi rồi em trả lời. Này màu cam đỏ nè. Bông như cái bông như vậy là nó sẽ không có to mấy nè. Cái cổ bông nó cao quá. Nói chung thì cũng được. Nói chung là mình cũng không có quan trọng bông to đâu. Nói chung để chơi tại nhà mình anh chị. Cỡ khoảng 10 xăng là im nha anh chị ha. Nay em cũng thủ hết rồi, kiểu này em cũng làm hết rồi nè. Phơi nắng. Phơi nắng nha anh chị ha. Đó. Còn dạng thọ mà em để em mốt em chưng tả mộ á, để bên bỏ nó nay nó cũng đã lên rồi đó rồi nè. Đó rồi em chưng. Mốt ông bài đó em chưng nó về dài chậu. Rồi em cũng xin được buổi em xin được mến chào nha. Mến chào mọi người.